phần nhà cửa đồ cắt xong hết rồi. Rồi ngày mai mình sẽ làm một cái buổi tiệc. Ngày mai mình tụi mình quậy ở trong đây một bữa ăn mừng. Kỳ này mình mướn cái size này đẹp lắm các bạn, rộng thiệt rộng luôn. Mình chuẩn bị dài đó. Mình lên lại cái chỗ mà anh người rừng á. Tập trung hết rồi. Quay nữa chứ quay giờ. Bữa cách nhà anh kia hai ngày chuyển, nay cũng hai ngày chuyển nữa, chuyển về. Mình đậu xe như vậy đó đó mà mình che lại để cho nó riêng tư, không có ai nhìn thấy bên trong của mình. Có ở trần ở chuồng trong đây cũng không sao hết trơn, không phải thấy hết trơn. Mũi cắn hả, trần chuồng mũi cắn. Các bạn coi nè, là tuần này đó mình đi cắm trại ở đây, mà cái tuần mà lễ Quốc Khánh lao động á. Quốc Khánh lao động phải không chị Long? No, lễ lao động hả? Ồ, lễ lao động. Nó không cho mình uống rượu bia ở trong đây, thành ra mình uống lén á các bạn. Mình đem vô trong đây nè, mình khui ra, mình đổ vô trong mấy cái ly mà cà phê nè. Mình làm giống như là mình uống cà phê, nhưng mà thật sự là không phải cà phê mà là bia rượu được trong đó đó. Mình trá hàng á. Nói chứ đâu phải mình Việt Nam mà biết xảo nguyệt đâu. Cái ông già ngoài kia kìa, ổng cũng vậy, ông Tây á, ổng cũng vậy á. Ổng dạy mình á. Ổng tới cái ổng cầm cái ly, cái mình hỏi ổng uống gì, cái ổng nói là ổng uống nước ngọt. Ổng uống cà phê đá. Ổng đang uống cà phê đá à, nhưng mà cà phê đá mình nghe mùi mà. Đó, khui ra bỏ ở trong đó. Cái chai này giờ khui khó. Cắm tao cỡ nào ta cũng chơi được hết á. Cỡ nào cũng được. Đó, đổ vô đi, đổ vô. Đi nào. Đó ly đó của anh đó. Dạ. Đổ đây hả? Dạ. Nước đá trong đó đó. Các bạn ơi, tại vì mấy ngày lễ á thì nó cấm, nó không cho vô đây uống, mình cũng uống được. Tại vì thôi. Cái ngày này là lễ á, rồi sau cái ngày lễ này là con nít nó trở lại trường, nó đi học lại đó. Trong đây có con nít nhiều lắm, thành ra nó cấm là không cho mình được uống bia uống rượu, để mà có con nít á, nhiều khi con nít nó bắt chước rồi. Mày nữa. Mày uống Kevin. Kevin, không khui rồi. Khui chưa? Rồi cây Kevin khui rồi. Của anh thôi. Giờ này là có bạn tới đó, cũng cái ông bạn này đó là mình cũng quen nay 3 năm rồi. Mỗi năm mình lên mình cũng chơi với ổng. Già rồi, mới vừa retire, tuần này là ổng 65 tuổi rồi. Dễ thương lắm các bạn, lên đây vui lắm. Là tại hôm bữa mình đi là cái ngày thường, thành ra không có ổng. Mà bữa nay mình lên cuối tuần là có ổng. Các bạn thấy thú vị ghê không? Đó, yên tĩnh ha. Bên kia là người hàng xóm đó. Chắc chưa mở ga lên đó chị Lon. Rồi đó, mình đi camping mà mình đem luôn cái lò ga theo nữa. Lò ga này của Việt Nam nè các bạn. Cái Vinai hả? Chị mình mua ở Việt Nam đem qua cho mình đó. Để mà mình lần này đi có gần mua thêm cái nữa để dùng để dành không? À, cái này xài biết bao nhiêu lâu mà mua để dành chứ. Bắt quá thì cầm theo cái mà hai bên nấu luôn, cái lò bự mà hai bên luôn, em cũng có ở nhà đó. À, mình chiên cánh gà ha. Cánh gà chiên bột các bạn. Cái này cho nó mặn hơn. Ai coffee nè, chia đi. Nhìn ngon không các bạn? Dưa ngon quá các bạn ơi. Ngọt lắm. Này là sẽ dưa ăn nè. That's good, Thái. Right here, Thái. Right here. Bali. À, ngọt quá. Bali, mời Bali. Các bạn ăn dưa nha. Đây. Cạp luôn nguyên miếng. Ok, bây giờ lại lấy cánh gà ra. Các bạn, cánh gà chiên nè, chiên ngon ghê á. Bạn chiên chảo khác. Ô,
Ngon lắm các bạn ơi. Bánh cam của em dâu mình làm á. Úc làm á. Em dâu Úc làm á mà các bạn coi cái nhân ở bên trong á là đậu xanh với dừa, nó bào dừa nó bỏ vô nữa. Ừ. Ngon dữ lắm. Ngon. Làm xong bỏ đậu đá. Giờ này mình ăn cái mình chiên sơ lại. Rất là ngon. Dạ mấy đứa cháu của mình nó xuống tới rồi đó các bạn. Thầy no chưa? No rồi. Chào. Nghe cháu mình nói tiếng Việt không? No chưa? No rồi. No rồi, thấy không? Trả lời tiếng Việt no rồi, Tây con á. Chào đi con. Chào. Con nói chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Nhìn bà Liên rồi nói. Xin chào cô bác. Cô bạn. Cô bạn. Xin chào. Xin chào. Nhìn bà Liên nè con, nhìn bà Liên nè, xin chào. Xin chào. Cô bác. Cô bác. Cô bác. Cô bác. Bác. Cô bác. Bồ. Cô bác. Thôi tội nghiệp quá, người ta không biết nói, người ta đang. Cô bác. Giỏi quá. Trời ơi, giỏi. Say hi. Hi. Rồi, tụi con say hi coi. Hi. Mấy mốt tụi con á hả, mà già rồi đó là tụi con nhìn lại tụi con hồi trẻ này nè. Còn hồi đó bà Ly á, cô Liên á hả, hồi lúc mà cô Liên còn trẻ, cô Liên đâu có được mấy cái này đâu. Cô Liên là đây, cô Liên là xưng với bé Nhi. Sáng thức dậy rồi nè các bạn đó. Thức dậy á, trời lạnh lắm, thành ra đốt lửa lên cho nó ấm. Cà phê sáng, ngày đầu. Tối lạnh quá các bạn ơi. Nhưng mà tiếc quá à. I feel bad. What? Tomorrow go home. Yeah, tomorrow was two nights. Tối lạnh quá ngủ không nổi. Giờ người ngồi ăn góc rồi nè các bạn. Bếp lửa. Bây giờ sáng rồi. Mấy đứa nhỏ nó ăn no rồi, giờ nó chơi kìa. À, thứ ba này là trở lại trường hết rồi. Hè xong rồi. Chào các bạn. Good morning. Mời các bạn ăn sáng nha. Đó, đồ ăn sáng của mình nè. Cháu của mình thằng này nó được 4 tuổi rồi. No chưa? No rồi. Kevin, no chưa? No rồi. That's what I said. Yeah. I see that very well. How you say? GM. No, ơi, ơi, ơi. No chưa? No rồi. Trời ơi, tưởng đâu ông nói chưa non cái đứa em hết hồn á. Ông nói no rồi mà cái mỏ của ông nó chành là tới mang tay luôn. Cái miệng nó cái mỏ. Cái mỏ lắm liền. Cái ông bẻ lé đó chị Bích kể mắc cười lắm. À, đang đứng làm cái đồ cho bà ở với bà đó. Xong cái Phượng nó tình cờ cái nó đưa cái tay ấy, cái nó đụng cái cù ông. Cái ông nhảy ra. Ông nhảy ra cái chị Bích thấy, chị Bích hỏi chứ đụng không bà Phượng. Cái Phượng nói đụng chút. Cái biết ông Bảy ông hỏi ông Phượng sao không? Có đụng thấy thì sao? Có hết hồn không? Thì gớm không? Có hết hồn không? Bích nói cười, chết luôn. Ở trước thì bà ở sao quậy chứ sợ. Các bạn thấy người ta sáng người ta chạy bộ thể thao không? Nhiều lắm. Người ta chạy bộ thể thao buổi sáng đó các bạn, ở trong chỗ cắm trại đó. Tụi mình giờ là đi ra cái cây táo, cây apple mình hái nha. Wow, bữa nay người ta chạy đông dễ sợ luôn. Các bạn coi là đây là những cái cây táo mà nó mọc ở trong rừng đó các bạn. Nhiều dữ lắm mà trái ngọt lắm. Cái này là không có phân thuốc, không gì hết. Nhưng mà cái cây này thì anh này anh nói là nó hơi nhỏ, thành ra mình không có hái, mình đi tìm mấy cây bự ha. Mấy cây trái bự á. Các bạn coi quá chừng trái chưa. Mình sẽ chọn cái cây này mình hái nè các bạn ơi. Coi cái cây này nó quá chừng nhiều chưa các bạn. Thấy không? Đứng là xa này Liên ơi, quay mới thấy trái quá.
Em đứng đây cũng thấy chị. Đó, các bạn thấy quá chừng trái luôn. Mà cái này là không phân, không thuốc luôn á. Còn mấy người đi hái táo ăn tại chỗ luôn á các bạn. Nó rụng đầy hết luôn á. Xin chào. Bây giờ tụi mình nướng thịt bò ăn nha các bạn. Coi thịt bò ngon dễ sợ không? À, một dĩ như vậy đó là 16 đồng. 16 đồng là coi như nó sale rồi, nó giảm giá rồi đó các bạn. Nó giảm gần nửa giá rồi đó, chứ thịt bò này là tới 20 mấy, gần 30 đồng một cái dĩ này lần. Mà mình mua chỉ còn có 16 đồng thôi. Bây giờ mình nướng ăn. Đây. Đã bỏ nó lên lò rồi nè các bạn, định là nướng. Ra đây là chỉ là ăn rồi ngồi. Đó, coi nè, bảo tàng. Đang nướng để bảo tàng làm mồi đó các bạn. Ở đây làm mồi buổi trưa. À, trời khói quá. À, uống mà uống lén các bạn ơi. Tại vì á, uống tự do không có được. Khói quá, mình đi đâu khói tới đó à. Trời ơi, nuốt khói thở không nổi rồi. Còn cái ông già, ông đầu trọc kia thì đang dụ chị mình để mà đi mua cái nhà xe, để mà đi cắm trại. Dụ từ sáng tới giờ, ông này ông làm cho cái tụi mà bán mấy cái trailer đó các bạn. Thành ra ông ngồi ông dụ từ sáng tới giờ mà chị mình á hả, đâu có dễ gì dụ. Trời ơi, ông dụ từ sáng tới giờ luôn á, ông chồng mình á. Đầu của chị Lon mà đánh vô á hả, nghe nó kêu beng 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 á. Ngồi dụ, ông dụ từ sáng tới giờ á. Dụ dai sợ luôn. Ông làm trong cái chỗ trailer á, thành ra ông dụ chị mình mua để mà ông được tiền khoai hồng mới chắc. Lộn rồi, làm hãng xe mà dụ mua xe chứ. Tự nhiên làm hãng xe, dụ mua hãng, mua trailer. Hai chồng này hôm nay mặc đồ nổi ghê, mặc hai cái áo màu đỏ luôn. Rồi ngồi ghế đỏ nữa chứ. Trời ơi, công nhận chị chơi ghê à. Thịt bò đỏ luôn nữa chứ. Không biết còn gì đỏ nữa không ha. Rồi dép đỏ nữa. Đâu vợ đích đó, có đỏ không? Không chừng đích cũng đỏ luôn à. Bạn coi ở đây là hàng xóm của mình, nó tối ở bên đó đó. Nó ngái mà bên đây mình nghe luôn á các bạn. Chào buổi sáng các bạn. Ngày hôm đi làm quậy tưng luôn. Bây giờ anh chị em còn ngủ. Mình chỉ sớm mình đốt lửa các bạn ơi. Đó, thấy không? Bảy chiến trường còn nè các bạn. Đó, ba chai rượu. Bia thì không có tính rồi. Ba chai rượu của bảy chiến trường còn nè. Hôm té hết trơn. Đó, cháu mình mơ thật. Các bạn thấy không? Tại chiến trường còn nguyên nguyên. Hôm cũng dọn dẹp sơ sơ à. Thì chưa có dẹp nha. Hết, chút xíu nữa dẹp hết rồi mình cuốn gói bắt đầu về. Cuốn gói lên đường các bạn ơi. Đó, các bạn ơi.
sáng sớm mình với Út nhà mình. Mình với Út nhà mình mới đi mua cà phê. Đi mua bánh. Bánh ngọt. Đó, bánh ngọt đây. Cà phê. Rồi các bạn uống cà phê sáng nha. Rồi, chào các bạn, bây giờ sáng thức gì hết rồi. Giờ ngồi vòng vòng bếp lửa. Các cầu thủ thức hết rồi. Các cầu thủ thức hết rồi. Chiến trường còn nguyên, chưa thu dọn. Ăn uống đồ xong rồi bắt đầu. Đây cầu thủ này hôm cũng té luôn. Kevin. You still okay? Yeah. Everybody okay. Everybody happy. Quay sáng rồi. Rồi nãy anh chập nữa rồi. Anh Nghĩa, xoay qua anh Nghĩa ngó. Đây. Nó sáng cái anh làm cái ổ yến cái dẫn bụng. Làm cái ổ yến. Chưa, sớm mà. Ồ, chắc đi washroom. Lấy lát cái đồ ra để ngồi đi bỏ luôn. Đi truck nè. Bữa hổm đi camp ở trên kia bị con gấu xé đó. Dạ. Ở trên ấp nọt anh. Có, như với xe rà nói chuyện đó. Tàn chiến cuộc. Giờ là dọn dẹp xong rồi, trời mưa các bạn ơi. Thành ra đáng lẽ là một chút nữa mới dọn, tới 11 giờ mình mới đi ra lận. Mà bây giờ mưa cái lật đật cuốn hết trơn. Bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.